Dạ, Nông Cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa Estin 180C các bác nhé. Con này thì tích hợp cho các bác luôn chủ giật trợ lực cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm một cái máy nhỏ nhẹ, đó, giật nhẹ nhàng cho các bác về sử dụng cưa gia đình cũng như là sử dụng chuyên nghiệp mà dọn vườn đồ linh tinh đấy ạ. Một con máy nòng 38 ly các bác nhé, có tích hợp luôn chủ giật trợ lực cho các bác, mà máy thì cực kỳ vip và chắc xuất sắc rồi này. Các bác nhìn qua cây máy đấy quá là ok luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp. Con này là hàng bãi Đức, nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, không bung chạm máy móc. Con này tích hợp luôn cho các bác luôn một bộ ốc lam tăng chỉnh xích nhanh cũng như là vặn lam nhanh như thế này. Đó, lam của nó là lam con này là bao nhiêu phân đấy ạ? À? Lam con này hình như là cũng hơi ngắn, lam của nó là 35 phân thôi. Cho các bác nào mà cần tìm cho mình một chiếc máy cưa nói chung là nhỏ nhẹ, làm của nó tích hợp nó cũng ngắn các bác nhá, xích là xe xích chung 91 đó, làm mà lành bánh xe chưa có hề có biểu hiện tè đầu hay là móp méo gì cả, nguyên zin nguyên bản này các bác. Đó, tem của nó này, tem này là tem mã vạch của nó luôn các bác nhá, nguyên zin luôn, còn mã số đồng hoa. Tổng thể một cây máy Estin MS180C cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Cửa hàng chúng em thì bác nào mà đã ủng hộ em cũng như là đặt hàng của bên em cũng biết rồi à, chuyên cung cấp cho các bác những dòng sản phẩm máy cưa xích đảm bảo chất lượng, đó, không có bung chạm máy móc, bởi vì cửa hàng chúng em là chuyên bán những dòng sản phẩm tuyển lựa, giá đôi khi nó sẽ cao 100-200 ngàn nhưng mà đảm bảo cho các bác là máy nó sẽ chắc chắn các bác nhé. Đó, cho các bác nhìn à, điện gì này, nòng zin này, bô zin này, đó, chế zin nguyên zin, nói chung là đảm bảo cho các bác là linh kiện không có pha tạp hay là thay thế gì cả, chất lượng cho các bác nào có thể. Cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp cho các bác là những dàn sản phẩm mà có thể tuyển lựa đẹp nhất có thể thôi các bác. Đó, bởi vì chúng em cửa hàng chúng em thì không bán những dòng sản phẩm mà tạp nham, nên là các bác không cần phải lăn tăn về chất lượng của máy móc các bác nhé, đảm bảo bao cho các bác luôn. Riêng bộ nòng là cửa hàng chúng em sẽ bảo hành cho các bác lột nòng 12 tháng các bác nhé, còn linh kiện thì cửa hàng chúng em sẽ bảo hành cho các bác là 3 tháng. Đó, đảm bảo cho các bác về sử dụng không cần phải lăn tăn gì cả, máy móc nguyên zin nguyên bản nhé. Con này thì thắng xích còn sử dụng đầy nguyên. Một chiếc máy cưa Estin 180C cưa gia đình cho các bác nào mà đang cần tìm cho mình hàng cưa hệ bãi Đức nguyên zin. Đó, bởi vì hệ này máy mà đẹp như thế này thì cực kỳ hiếm các bác nhá, lâu lâu mới có được mấy cây đẹp thôi. Nói chung là thời gian gần đây thì cửa hàng chúng em về được rất là nhiều máy đẹp các bác nhá. Đó, thì cửa hàng chúng em sẽ quay video dần dần dọn được con nào thì cửa hàng chúng em sẽ quay con đó lên cho các bác xem qua, nên là các bác hãy bấm đăng ký kênh cũng như là theo dõi kênh Lột Estin của em nhé. Đó, thì cửa hàng chúng em sẽ lên video bật chung đăng ký. Các bác khi mà cửa hàng chúng em đăng video thì sẽ thông báo lên trên điện thoại của các bác. Các bác vào xem để tham khảo cũng như được ủng hộ cửa hàng chúng em các bác nhé. Một chiếc máy cưa Estin 180C. Đó, và giá hiện tại con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 3 triệu 300 ngàn. Các bác nào ưng ý con này thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại của chúng em đã để trên màn hình rồi. Đó, và hôm nay thì trên này thì không có test nổ các bác nhá, bởi vì cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong còn hơi ướt, các bác thông cảm giúp em. Còn các bác nào có nhu cầu muốn cần test nổ của xe máy thì kết bạn qua Zalo cho em, thì em sẽ gửi video test nổ riêng các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.